anh đánh giá cái loa LD này rất hay. Đó, công sức đủ hát ngoài trời, dư sức, nói chung là dư sức luôn. Thì anh cũng có đôi lời gửi đến công ty của em, cảm ơn tụi em rất nhiều. Thấy nó có loại là cắt ca nó có MK vậy đó. Biết rồi. Thấy bữa anh thấy là dưới miền Tây nó bán cũ rồi, mua điện tử lưu máy luôn á. Bán rõ đó, nó hồ 2000 mấy, có 2000 watt nội ngoại gì. Nó bán là 23 triệu. Một con này nè. Cũ. Cũ rồi đó, xài rồi đó, HK. Giá nó tầm con phút cái giá lần này. Để trong nhà không, để qua đó. Có sốt. Để nguồn nhậu về anh. Để điện nhậu về hả? Thôi phải tạm thôi. Chào tất cả mọi người ha. Thì hôm nay thì cũng là một cái clip anh em đi lắp đặt. Thì gần đây thì bên Thiên Vũ mình đã có lắp dòng LD, dòng coi lốp này rất là nhiều mọi người. Thì bữa giờ mình cũng quay rất là khá là chi tiết, rất là nhiều khách hàng rồi. Thì hôm nay thì cũng luôn tiện là một cái không gian ở ngoài trời, phía trước là bờ sông. Thì mình cũng quay qua một đoạn, test qua cái khi chất âm mà khi mà chơi không gian ngoài trời thì cái âm thanh nó sẽ như thế nào. Mọi người chúng ta tiếp tục chúng ta nghe, chúng ta tham khảo, chúng ta tìm hiểu tiếp mọi người ha. Thì tại vì là clip của LD thì mình đã lên cũng khá là mọi người nha. Mình lắp cho khách là con LD 28G3 mọi người. Khách thì đã có sẵn một con vang số cơ của DB Acoustic cho mọi người nhé, với lại một bộ micro của JB đây rồi. Cho nên là đối với combo này thì mình sẽ không có phối ghép vang số với micro cho micro nữa, thì chỉ lắp cho một mình, lắp cho mình loa thôi. Và khách sẽ tận dụng cái bộ của khách đang có đây để mà chơi cho dòng LD này. Thì bây giờ thì mình sẽ setup qua một chút rồi khách hàng sẽ test qua để mọi người chúng ta nghe, chúng ta trải nghiệm mọi người nhé. Ok mọi người, vừa rồi á mình đã có test qua một vài đoạn khi khách hàng test. Bây giờ khách hàng test, khách hàng cảm nhận như thế nào thì mình cũng xin mời khách hàng đánh giá đôi lời một cách khách quan để cho mọi người chúng ta cũng có cái để chúng ta tham khảo cho nó chính xác mọi người nhé. Thì anh không biết là khi anh đã ca trên dòng loa LD này thì anh cảm nhận như thế nào á, thì anh cho em xin đôi lời đánh giá với nhé. Thôi anh cũng nói thật sự, anh là khách hàng. Anh đánh giá cái loa LD này rất hay. Công sức đủ hát ngoài trời, dư sức, nói chung là dư sức luôn. Lúc trước anh xài lo JBL 710 mà xài thì nó không có bằng thằng này. Nay anh nâng cấp lên, may mắn biết chỗ của cửa hàng Thiên Vũ, nhà bên Thiên Vũ tư vấn và giới thiệu cho anh cái lo nào để chơi ngoài trời, mà thật sự là cái lo này hay thiệt. Thì anh cũng có đôi lời gửi đến công ty của em, cảm ơn tụi em rất nhiều. Rồi chúc cửa hàng mỗi ngày buôn bán thành công hơn nhiều. Dạ rồi, cảm ơn anh rất là nhiều nha. Dạ vâng.
Thì đây là đôi lời đánh giá của khách hàng. Nói chung là mình qua thực tế mọi người, khách hàng cảm nhận như thế nào thì đánh giá như vậy thôi, chứ không có gì đâu mọi người nhá. Thì clip thì mình tạm dừng tại đây. Thì nếu mọi người ok cho mình một like, share, subscribe. Bye mọi người nhá.